bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn mến, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những mẫu điện thoại nhá đã từng là mưa làm gió trên thị trường di động qua cái số lượng bán ra vô cùng siêu khủng, đặc biệt ở chỗ là chỉ có một vài mẫu là smartphone thôi, còn đâu đều là những chiếc điện thoại di động hết sức bình thường, không phải là Galaxy S, cũng không phải là Galaxy Note hay là iPhone XS Max đâu. Những chiếc điện thoại đó là những chiếc điện thoại nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Let's go. Đầu tiên đó là chiếc Samsung E1100 với số lượng bán ra là khoảng 135 triệu chiếc. Ra mắt vào hồi năm 2009 thì Samsung E1100 đã tạo nên một cơn sốt nhờ thiết kế gọn nhẹ với thời lượng pin cực khủng, giúp máy có thể dùng trong 13 ngày liên tục ở chế độ chờ và sở hữu màn hình màu kích thước là 1,52 inch. Cùng với đó chúng ta sẽ có một bộ nhớ khoảng 1 MB và đèn pin. Và giá thành rẻ thì cũng đã là một cái lợi thế giúp cho chiếc điện thoại này được ưa chuộng vào lúc bấy giờ. Vị trí thứ 6 đó là chiếc Nokia 5230. Ok, chiếc điện thoại này được bán ra với 150 triệu chiếc. Vào tháng 11 cũng năm 2009 thì Nokia cho ra mắt thị trường chiếc điện thoại Nokia 5230 này. Đây là một chiếc điện thoại cũng dùng để nghe nhạc, chơi nhạc, cho phép người dùng truy cập vào các cái nội dung trong Nokia Music Store để cài ứng dụng, nhảy tải game hoặc là video, nhạc vân vân. Và màn hình cảm ứng điện dung là 2,2 inch. Máy được trang bị HBS thích hợp cho phép tải những cái phần mềm bản đồ OV Maps và hiển thị đường xá của 200 thành phố khác nhau. Ngoài ra thì phiên bản này cũng hỗ trợ truy cập các cái nội dung dành cho giới trẻ như là tham gia mạng xã hội Facebook hay là MySpace. Tiếp theo là một chiếc điện thoại cũng đến từ Nokia, đó chính là chiếc Nokia 6600. Chiếc điện thoại này cũng được bán ra với số lượng khoảng 150 triệu chiếc. Nokia 6600 ra đời vào năm 2003 với thiết kế hình oval rất là lạ mắt và máy thuộc dòng cao cấp thời lúc bấy giờ, với màn hình 2,1 inch cùng với camera VGA này, pin 850 mAh và giá thành thì cực kỳ đắt. Lúc bây giờ thì rơi vào khoảng 13 triệu đồng các bạn ạ. Và thời đầu thì chiếc Nokia này được biết đến như là một chiếc điện thoại dùng để chơi game với màn hình màu. Nhưng đến thời điểm năm 2007 thì Nokia 6600 đã dần trở thành chiếc điện thoại đa dụng và được ưa chuộng nhiều hơn nữa. Không chỉ dùng để chơi game mà nó còn có thêm nhiều ứng dụng như là đọc file văn bản này, Excel, Word, BRC, RGO, vân vân. Thứ tư đó chính là chiếc Nokia 1200 cũng với số lượng bán ra khoảng 150 triệu chiếc các bạn ạ. Và ra đời vào năm 2007 cùng với thời iPhone nhá. Thế nhưng chiếc điện thoại được gọi là stupid phone này vẫn đánh chết những chiếc iPhone đắt tiền lúc đó, và máy được thiết kế rất là gọn, bền, sóng khỏe, loa chuẩn, pin lâu, và ưu điểm lớn nhất của nó chính là thời lượng pin rất dài, hơn 390 giờ sử dụng, và màn hình của nó khi phát hành được trang bị đèn nền màu xanh. Thứ ba thì chúng ta sẽ nhắc đến một cái tên thì không xa lạ với các bạn đâu, đó chính là iPhone 6 và 6 Plus với con số là 220 triệu chiếc. Bộ đôi của Apple có được doanh số khủng này là nhờ việc lột xác trong thiết kế. Ngoài ra thì với việc là có màn hình cảm ứng kích thước lớn là 5,5 inch, phá vỡ những cái quy tắc từ trước đến nay của Apple là những nguyên nhân khiến cho bộ đôi này được ưa chuộng đến như vậy. Và bộ đôi này được Apple cho ra mắt vào năm 2014 và máy được sản xuất và mở bán thêm đến tận 3 lần cơ. Và hiện tại thì vẫn đang dẫn đầu danh sách những smartphone bán chạy nhất thế giới hiện nay. Vị trí thứ hai vẫn là một chiếc smartphone đến từ nhà ông lớn Nokia dĩ vãng của chúng ta, đó là chiếc 1110 với 250 triệu chiếc nhá. Trong năm 2005 thì Nokia cho ra đời 1110 hướng tới người dùng ưa thích sự nhỏ gọn và tập trung cho tính năng nghe gọi, nhắn tin. Đây là chiếc điện thoại kế nhiệm của 1100 và nó tất nhiên là kế thừa hầu hết tất cả những cái ưu điểm của đàn anh đi trước. Thiết bị vẫn ưu tiên về độ bền, nồi đồng cối đá và pin trâu, sống khỏe. Hiện nay thì vẫn có rất nhiều người sử dụng chiếc điện thoại này như là một chiếc điện thoại phụ vì độ bền cũng như là thời gian chờ dài và sóng của nó thì vô cùng khỏe. Và cuối cùng đó là chiếc điện thoại mà mình vừa nhắc tên trong cái chiếc Nokia 1110 lúc nãy, đó chính là chiếc Nokia 1100 với số lượng là hơn 250 triệu chiếc. Đây là một chiếc điện thoại phổ thông giá rẻ của Nokia và nó ra mắt vào cái khoảng thời gian 2003, và chức năng của chủ yếu của chiếc điện thoại này cũng chỉ là nghe gọi và nhắn tin thôi. Nó không có camera trước hay là màn hình cong, thế nhưng nó lại sở hữu những cái chức năng đèn pin chiếu sáng cùng với thiết kế ôm tay và độ bền thì phải nói là vô đối rồi. Và sức hút của chiếc máy này đến từ giá thành vô cùng hợp lý khiến ai cũng có thể sở hữu nó trong cái thời điểm lúc bấy giờ. Ngoài ra thì nó còn có đèn pin tích hợp, nhạc chuông đơn âm này, có vỏ để thay đổi cũng như là các phím mềm chống bụi. Và lúc bây giờ thì bạn có thể lưu được khoảng 50 tin nhắn và 50 người trong danh bạ cùng với thời lượng pin trâu lên tới tận 400 tiếng cơ. Ok, và là vừa rồi thì mình đã giới thiệu được với các bạn 7 chiếc điện thoại
có số lượng bán ra khủng nhất mọi thời đại nhá. Tuy nhiên hiện nay thì các nhà sản xuất vẫn đang liên tục sản xuất và cho ra những mẫu điện thoại có mẫu mã mới, nhiều chức năng mới hơn. Thế nhưng mà rất khó để có thể có một chiếc điện thoại nào có thể vượt được cái doanh số bán chạy như những chiếc điện thoại huyền thoại trên mà mình đã kể. Tuy nhiên đấy là mình nói là như vậy thôi, còn trong tương lai thì mình chưa biết là có những chiếc smartphone nào có thể vượt qua được con số này. Các bạn đánh giá sao về những chiếc điện thoại trên, hoặc là các bạn đã từng sử dụng những chiếc điện thoại nào thì hãy cùng nhau để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye.